Từ nay Thiên Hạ lại mất đi một anh hùng. Thúc thúc hả? Có ai có thể nói cho con biết có chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão phu cũng không biết, từ khi lão phu qua đây đã thấy nó chết thẳng cẳng rồi. Hay không biết để ấy có gì oan ức mà chết không chịu nhắm miệng. Chị phụ à, chị phụ, có sao không ai có thể vuốt miệng cho đệ ấy đi? Lão phu lúc này cũng có đưa tay vào vuốt, nhưng mà tay nó thui qua, không ai dám vuốt. Con là phản huynh trưởng, thiệt nghĩ con vuốt đi. Sư phụ à, tại sao lại ép người như vậy chứ hả? Thả con ngũ mã phanh thầy cũng không dám đưa tay vào vuốt đâu. Ý nó nhiễu kìa, thiệt là thảm thương. Cà cà, chuyện đã xảy ra như vậy rồi, đau buồn cũng chỉ vậy thôi, thiệt là đau lòng. Thôi thì đêm trộn nó đi, đừng để cho đẻ trứng.